em, mình tên là Nguyễn Đức Tú, là giám đốc công ty xây dựng Laco. Thì lần trước mình đã chia sẻ với các bạn về cái hợp đồng thi công phần thô là gồm những gì. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về hợp đồng thi công phần trọng gói. Vậy thi công nhà trọng gói thì nó sẽ có hai phần, đó là phần thô và phần hoàn thiện. Thì phần thô lần trước mình đã chia sẻ là gồm có 3 phần, đó là vật liệu phần thô, nhân công phần thô và nhân công hoàn thiện căn bản. Lưu ý với mình là chữ hoàn thiện căn bản đó, thì nó nằm trong đó phần thô. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ kỹ hơn với các bạn về cái phần hoàn thiện gồm nhân công hoàn thiện và vật tư hoàn thiện. Vậy cái phần hoàn thiện là gồm những gì? Thì mình đã liệt kê được 7 cái loại hoàn thiện cơ bản trong một cái nhà. Thứ nhất là về gạch ốp lát. Gạch ốp lát là gạch để lát nền. Lát nền của các cái vị trí mà thuộc sàn á, lát nền như là nền trên, lầu 1, lầu 2, lát nền sân thượng, lát nền mái. Và cái phần ốp lát là cái phần ốp những cái tường trang trí hoặc là những cái tường vệ sinh, đó là thuộc về cái phần ốp theo cái thiết kế mình đã thiết kế sẵn. Rồi cái phần thứ hai đó là cái phần thiết bị điện và thiết bị vệ sinh. Thì cái phần này là cái bên đơn vị thi công là người ta cung cấp luôn. Thì cái phần điện nước này đã được duyệt của chủ nhà rồi, duyệt từ mẫu mã tới chủng loại tới số lượng, và đã duyệt hết thì tới tiến độ thì người ta sẽ cung cấp về và ra giáp. Chủ nhà chỉ cần nghiệm thu chủng loại số lượng đúng là bên thi công người ta sẽ tự mua về và người ta giáp thôi. Cái phần thứ ba là phần sơn nước. Thì cái phần sơn nước này là bên thi công người ta sẽ tự cung cấp luôn. Chủ nhà thì chỉ cần làm cái việc là chọn màu và sẽ được bên kiến trúc sư với kỹ sư tư vấn rất là kỹ về phần trọng màu này theo đúng sơn, đúng theo cái tiêu chuẩn sơn nước là thường là hai lớp bảy mặt tít, một lớp sơn ngót và hai lớp sơn màu. Đó là cái tiêu chuẩn của sơn nước. Thì khi mà cái sơn nước này sơn xong thì sẽ được chủ đầu tư nghiệm thu. Cái phần thứ tư đó là phần thạch cao. Thì hồi xưa thì người ta hay có khái niệm là xây nhà bê tông thì người ta sẽ tô trần, nhưng mà cái nhược điểm của tô trần thì nó thứ nhất là nó tốn chi phí nhân công, thứ hai nữa là không thể đi được các hệ thống âm ở trên đấy, ví dụ như là hệ thống máy lạnh, các hệ thống âm trần, các cái bóng pin. Thì bây giờ hầu hết 99% các công trình đều dùng thạch cao để mà trang trí cho cái nhà của mình, để tạo các cái mẫu, các cái dáng, các cái kiểu, và cũng để che các cái hộp kỹ thuật cũng như là các cái thiết bị nó nằm trên trần. Cái phần thứ năm thì là cái phần lan can. Lan can ở cái nhà thì nó sẽ có nhiều loại lan can. Lan can như là lan can ban công, lan can sân thượng, rồi lan can cầu thang, rồi có nhiều cái loại khung bảo vệ được làm từ nhiều cái chất liệu khác nhau như là kính, là inox, là sắt hoặc là một số cái chất liệu khác tùy theo cái thiết kế. Thì cái phần này thì đã bao gồm cả nhân công và vật tư luôn rồi. Tiếp tục là phần đá hoa cương. Thì ở trong cái ngôi nhà thì không thể thiếu những cái phần đá hoa cương được, bởi vì đá hoa cương thì thông thường người ta sẽ làm để người ta ốp mặt tiền, hoặc là lót các cái ngạch cửa, bệ cửa, hoặc là lót các cái cầu thang, bởi vì đá hoa cương nó rất là đẹp và cái khổ của nó là khổ lớn, nên là người ta để dùng để trang trí trong cái nhà thì cái phần này không thể thiếu được. Tiếp tục là cái phần thứ bảy. Phần thứ bảy là phần các loại cửa, bởi vì nhà nào cũng có cửa, như là cửa chính, cửa phòng, là cửa thường là cửa gỗ, rồi các cửa vệ sinh, rồi các cái cửa kính cường lực, tùy thuộc vào cái thiết kế của cái ngôi nhà. Nên là các loại cửa này thì sẽ được thiết kế sẵn và được tính toán. Thì chủ nhà cũng chỉ chọn mẫu, chọn màu và chọn cái chất lượng. Thì khi mà các cái vật liệu này mang đến công trình thì đều được chủ đầu tư xác nhận và ký vào đấy trước khi được lắp ráp. Bởi vì như thế này này, thì tại sao xác nhận trước? Xác nhận trước để xác định lại, để nghiệm thu lại cái mẫu này xem có đúng cái chủng loại và cái chất lượng mình đã ký hợp đồng hay không. Thì khi đó thì mới đầu mới chỉ còn cái giai đoạn cuối cùng là đưa nhân công lắp ráp, thì tránh được cái tình trạng mà ráp sai mẫu, sai loại hoặc là không đúng với ý của chủ nhà, gây mất thời gian, mất công và tốn tiền. Đây là 7 cái loại
hoàn thiện cơ bản cho một cái nhà. Ngoài ra còn những cái phần chủ nhà hay thắc mắc là những phần gì? Phần hay thắc mắc là cái phần nội thất này. Phần nội thất là những cái phần không bao gồm trong cái gói xây dựng hoàn thiện, hoặc có thể có bao gồm trong cái này, thì cái này sẽ được chủ nhà và đơn vị thi công sẽ thương lượng trước. Những cái phần thông thường không có còn nằm trong cái gói xây dựng trong đó, đó là phần tủ bếp. Bởi vì sao? Bởi vì tủ bếp nó có rất là nhiều chất liệu để làm nó và rất là nhiều kiểu dáng để làm nó, nên là cái giá của cái tủ bếp này ấy, nó hầu hết là phụ thuộc vào cái các cái mẫu mã và chất liệu của nó, nên là nó rất là vô giá. Có nhiều cái bộ tủ bếp mà bán công nghiệp thì nó có thể là 3 triệu, gỗ tự nhiên có thể 6-7 triệu, còn những cái gỗ nhân tạo hoặc là những cái chất liệu khác có thể nó đắt hơn đó, nên là cái này là người ta không tính trước được. Cái phần thứ hai đó là các cái kệ trang trí. Các cái kệ trang trí này thuộc về cái phần thường người ta nói là phần nội thất đó, để trang trí cho cái nhà đẹp, ví dụ như là kệ tivi, các cái lan, các cái hệ thống mà nó dùng để tạo các cái điểm nhấn cho các cái nhà, để tạo cho cái ngôi nhà nó nổi bật hơn. Cái phần thứ ba nữa là cái phần giường và tổ ong đó. Cái phần này là cái phần mà chủ nhà sẽ sắm sửa đó. Tiếp tục là cái phần vật liệu ốp nội thất. Vật liệu ốp nội thất này là những cái vật liệu mà để làm trang trí cho cái ngôi nhà nó đẹp lên. Có nhiều người sẽ ốp bằng vải, bằng nỉ, bằng xốp, bằng đá hoặc là bằng các cái chất liệu khác, bởi vì thị trường nó rất là nhiều loại. Đây là cái này này. Cái này nếu mà nó có trong cái trong đó thì cũng để được thiết kế trước và đã được thương lượng và nó đã có cái giá tiền giá trị trong đây rồi. Đó. Và cái loại cuối cùng đó là các cái loại trang trí. Thì cái trang trí này thì nó rất là vô chừng, cái này nó theo cái sở thích của chủ nhà. Ví dụ như là các cái loại đèn trang trí hoặc là các cái loại đồ vật để trang trí trong cái ngôi nhà, để cho cái ngôi nhà nó trở nên sinh động, nó hấp dẫn và nó đa dạng hơn, thì các cái này thì chủ nhà sẽ tự mua, hoặc là tất cả những cái thứ này nếu mà nằm trong cái phần trong gói, nằm trong cái phần trong gói thì đều được ra bản vẽ chi tiết và được thống nhất của tất cả các bên và được nằm trong cái hợp đồng trong gói. Thì đây mình đã nói là có 3 phần để cho các bạn phân biệt cho nó rõ ràng, để cho mình không có bị hoang mang và thắc mắc trong cái quá trình lựa chọn các cái gói xây dựng phần thô hoặc là phần trọng gói hoặc là phần trọng gói cộng thêm phần thấp đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn như vậy. Nếu mà ai có thắc mắc gì thêm á, sẽ liên hệ với mình theo số hotline là 0909 311 244, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Chào các bạn.